Các bạn ơi, các bạn thấy một cây lan mà cái màu đã không? Đây là cây Red Rope nha. Đây là một cái dòng mà Cattleya, mà phải nói là cái bông nó rất là to và thân lá cực to. Lá hai lá nha, và bông chùm. Cái màu của nó thì nó lên một cái màu đỏ đậm. Và bông to tròn ha, cái này nó mới hé nở nha bạn, mốt nó nở còn căng ra đẹp nữa nha, mới hé nở ngày hôm nay thôi. Bông của nó hiện tại là 2 4 6 7 bông. Cây này chưa khỏe đâu nha, cây này nếu mà nó khỏe thì nó có thể chín bông các bạn nha, chín bông. Nếu mà nó khỏe giống như mấy cây trên đây nè, nó phải chín bông. Đây các bạn coi Red Rope nha, một cây lan nổi tiếng nha. Cánh bóng lưỡng như là cánh nhựa các bạn. Ở ngoài đời thì nó không có được đen đậm như cái trong hình đó các bạn, nó cũng khoảng 8-10. Nhưng mà tính ra là cái bông này nó là một dạng đỏ đậm á. Đỏ đậm và bóng. Đây là cây Red Rope ha. Phải nói là một cây quá độc đáo. Nhất là độc đáo về bông. Sau đó là về thân lá. Cây này các bạn càng trồng thì càng đẹp, càng khỏe, càng có giá trị. Cây này mình đảm bảo nha, các bạn mua trên thị trường thì không có giá rẻ và cũng không có đâu giá rẻ cho mình hết. Vì cây này là một cây giá trị nó cũng ngang ngửa với cây Yoyo đó các bạn. Ha, các bạn biết cây Yoyo rồi ha, thân lá cũng bự bự như vậy, bông cũng bông chùm. Nhưng mà nó thằng Yoyo nó là cây hồng, màu hồng. Còn thằng này là một cây màu đỏ đỏ, đỏ đô, đỏ đậm. Mình phải nói là quá ấn tượng với cái màu mà này luôn. Cây này trong thời gian vừa qua khách hàng mình cũng rất là ưng ý. Nhưng mà nói chung về một phần lý do là giá nó cao các bạn. Nên người khách mua thì cũng khoảng mua 1-2 thân thôi. 2 thân lần 2 thân. Chứ cũng không có mua mà nhiều được. Vì nó khá là nhiều tiền. Và cây này thì chúng ta trồng càng bự thì chúng ta sẽ càng tưởng tượng là bông của nó thế nào ha. Bông rất là nhiều nha. Mời các bạn cùng ngắm cây Red Rope. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin cảm ơn các bạn.